Syngenta mang tiềm năng cây trồng vào cuộc sống. Kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình tọa đàm trực tiếp Syngenta mang tiềm năng cây trồng vào cuộc sống. Thưa quý khán giả, bà con trồng lúa đang bước vào chính vụ hè thu 2021. Tuy nhiên, tình hình thời tiết bất lợi với mưa nắng thất thường và điều kiện canh tác gặp khó khăn, đặc biệt là các đối tượng dịch hại trở nên nghiêm trọng hơn và gây thất thu về năng suất đáng kể nếu như bà con không có cách phòng trừ kịp thời và hiệu quả, nhất là đối với bệnh đạo ôn cổ bông và lem lép hạt và nhiều loại bệnh hại khác mà bà con trồng lúa rất quan tâm. Với chủ đề ngày hôm nay, Reflex Extra nâng tầm gạo Việt, các khách mời sẽ cùng nhà nông trao đổi, chia sẻ về cách quản lý dịch hại hiệu quả về kinh tế và đạt năng suất chất lượng hạt gạo đạt được tiêu chuẩn xuất khẩu. Ngay bây giờ, Minh Thiện xin được trân trọng giới thiệu các khách mời. Xin được giới thiệu Thạc sĩ Nguyễn Thanh Thúy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật và trồng trọt tỉnh Hậu Giang. Xin được trân trọng giới thiệu Thạc sĩ Huỳnh Thị Mộng Tiền, Giám đốc sản phẩm thuốc trị bệnh công ty Syngenta Việt Nam. Và cũng xin được trân trọng giới thiệu nhà nông Bùi Văn Chiến ở huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Trong chương trình ngày hôm nay, công ty Syngenta Việt Nam sẽ dành tặng 3 phần quà dành cho 3 khán giả có câu hỏi hay và phần giao lưu chia sẻ về kỹ thuật hay, kỹ thuật mới mang lại hiệu quả trên đồng ruộng. Vì vậy, mong các nhà nông sẽ tích cực tham gia vào câu chuyện ngày hôm nay với chủ đề Reflex Extra nâng tầm gạo Việt và New Test mướt lá đồng khỏe cổ bông. Để mở đầu chương trình tọa đàm ngày hôm nay, xin mời quý khán giả và bà con cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Theo khảo sát của các nhà khoa học, mùa nắng thì tỷ lệ hạt lép trên mỗi bông lúa là 17%, trong mùa mưa là từ 40 đến 50%. Khi nông dân tăng thêm một hạt lúa chắc trên một bông, năng suất cuối vụ tăng thêm khoảng 150 kg lúa một hecta. Nếu quản lý tốt ruộng lúa trong mùa mưa, giúp tăng số lượng hạt chắc lên từ 4 đến 5 hạt thì có thể tăng năng suất lên từ 700 đến 800 kg lúa một hecta. Thì nếu như mà cái sản phẩm nào vừa bảo vệ được cái dịch hại tấn công cái bộ lá đồng nhưng đồng thời cũng giúp cho cái lúa chống chịu, giảm được stress, có nghĩa là chống chịu được cái điều kiện bất lợi của môi trường để cái hạt phấn như vậy là nó được hình thành một cách trọn vẹn, thì như vậy là nó sẽ tăng tỷ lệ hạt chắc. Lên lớp hạt vô 13, 14 loại nấm, trong đó có con tôm vàng. Cho nên muốn đảm bảo là năng suất chất lượng của cái hạt gạo Việt đó thì mình phải có sản phẩm mới để đấu tranh với những cái nòi, những cái loài nấm cây hại nó luôn luôn nó thay đổi. Như vậy là chúng ta hiện nay chúng ta đã đang và đang sử dụng cái sản phẩm rất là ưu việt. Thực tế trên đồng ruộng, với những nông dân đã sử dụng sản phẩm theo hướng dẫn của kỹ sư công ty Syngenta Việt Nam cũng rất ưng ý với tính năng quản lý nấm bệnh cho ruộng lúa. Cây lết này tôi đã xài 2-3 vụ rồi mà tôi an tâm đó, năm nào cũng năng suất nó đạt tối ưu. Trong thời kỳ mưa bão thì cây lết cha này nó hơn nhiều, nó chọi hơn nhiều. Cái độ chắc hạt của nó với cái độ nặng ký sau này nó cũng phải chênh lệch, mỗi một công như vậy đó là cũng phải từ 100 tới 150 ký. Hôm nay đi thăm miếng ruộng của anh Khải, cảm nhận anh xài cái sản phẩm cây lết cha là lúa là thứ nhất là nó đẹp màu, hai nữa là nó ít lép, cái lá đồng nó cũng đẹp, nói chung là mình cũng ưu ý về cái sản phẩm đó. Với những giải pháp ngày càng cải tiến đã giúp nhà nông bảo vệ được ruộng lúa trước nhiều bất lợi của thời tiết, năng suất chất lượng hạt gạo được đảm bảo, từng bước phát triển nền nông nghiệp giá trị cao hơn. Hỡi nông gia, bạn có thấy ngày mai của hạt gạo Việt Nam? Một chất lượng gạo xuất sắc và một năng suất trên mong đợi. Một tầm vóc hoàn toàn mới của thương hiệu gạo Việt Nam. Reflex Extra phun lúc đuôi đồng giúp lúa trổ đồng loạt, tối đa hạt chắc, năng suất vượt trội. Tương lai đó bắt đầu từ chính lựa chọn của bạn hôm nay. Syngenta Reflex Extra nâng tầm gạo Việt. Diện mạo mới của Newtech 300FC, thân cây trắng trên nhãn cài tích hợp công nghệ UV giúp nhận diện hàng chính hiệu của Syngenta. Khi đưa ra ánh sáng sẽ hiện rõ logo Syngenta và Newtech. Newtech được tích hợp từ hai hoạt chất tinh khiết và chất phụ gia với công nghệ vượt trội từ Syngenta, giúp phòng trị hiệu quả cao với bệnh đạo ôn, giúp mướt lá, cổ bông chắc khỏe. Để tối ưu hiệu quả của Newtech, bà con phun ở giai đoạn làm đồng, giai đoạn trước và sau trổ với liều 1 lít trên hecta. Newtech mướt lá đồng khỏe cổ bông. Thưa Thạc sĩ Thúy, nhiều diện tích lúa hạ thu ở tỉnh Hậu Giang nói riêng, ở đồng bằng sông Cửu Long nói chung thì đang bước vào giai đoạn cực trọng là từ làm đồng đến trổ.
Thì điều kiện thời tiết hiện nay là nắng mưa xen kẽ, có khi mưa rồi mưa dầm, nắng thì nắng rất là gắt, ảnh hưởng rất lớn tới năng suất và chất lượng hạt gạo. Thạc sĩ có những lưu ý gì để bà con có được một vụ mùa thắng lợi ạ? Xin cảm ơn MC Minh Thiện. Xin kính chào bà con nông dân và khán giả đang xem đài. Thì đối với diện tích lúa hè thu của tỉnh Hậu Giang hiện nay thì đang tập trung nhiều nhất là cái giai đoạn từ đẻ nhánh đến chậu chín. Do đó thì đối với vụ hè thu thì thường đây là một cái vụ một sản xuất với nhiều điều kiện khó khăn. Đầu vụ thì đôi khi lại là khô hạn thiếu nước, cuối vụ thì đôi khi là gặp mưa dầm. Và đặc biệt trong cái điều kiện thời tiết như hiện nay đó, thì lúc thì mưa rất nhiều, mưa dầm, và đôi khi thì trời nắng gắt. Do đó thì đây là một cái điều kiện thời tiết rất là bất lợi cho cái việc canh tác lúa, đặc biệt là giai đoạn lúa từ giai đoạn đẻ nhánh đến làm đồng và giai đoạn chậu chín. Điều kiện bất lợi như thế thì đây là một cái điều kiện nắng mưa xen kẽ thì làm cho cái các cái mầm bệnh gây hại nó sẽ phát triển mạnh, đặc biệt là những cái mầm bệnh về nấm hay là cái mầm bệnh do vi khuẩn. Chẳng hạn giống như cái giai đoạn từ đẻ nhánh đến đồng trổ thì chúng ta thấy thường nhất là cái bệnh đậu ôm lá, đậu ôm cổ bông hay là những cái nấm bệnh khác như là đốm vằn hoặc đốm nâu. Đến giai đoạn cuối vụ thì chúng ta thấy có cái hiện tượng lem đắp hạt. Thì đây là những cái dịch bệnh mà có thể nói là ảnh hưởng đến năng suất lúa của bà con nông dân. Do đó thì nếu mà chúng ta phun thuốc hoặc là chúng ta can thiệp bằng một cái giải pháp thuốc bảo vệ vật mà không có kịp thời hoặc là không đúng chủng loại thì nó sẽ tốn chi phí mà nó không bảo vệ được năng suất. Do đó thì với cái điều kiện như hiện nay và đặc biệt là những cái trà lúa trên đồng như thế thì bà con nông dân chúng ta đầu tiên là phải thăm đồng thường xuyên để kịp thời phát hiện cái vết bệnh để chúng ta can thiệp kịp thời. Cái thứ hai là khi chúng ta đi thăm đồng như thế, quyết định bằng biện pháp phun thuốc thì chúng ta cũng chọn những cái sản phẩm chất lượng uy tín đã được đánh giá hiệu quả qua qua nhiều kênh thông tin để chúng ta can thiệp cái biện pháp xử lý để cho can thiệp một lần dứt điểm mà bảo vệ được năng suất lúa chúng ta. Thì một số ý trao đổi cùng bà con. Dạ, xin cảm ơn thạc sĩ Thúy. Thưa thạc sĩ Quỳnh Thị Mộng Tiền, với những phân tích từ các nhà chuyên môn thì có thể thấy là canh tác lúa trong điều kiện mưa bão thì cây lúa rất là dễ bị lem lép hạt và bà con rất cần giải pháp công nghệ để tăng tỷ lệ hạt chắc rồi giúp cho cây lúa xanh khỏe, sạch bệnh, đặc biệt là hạt gạo làm ra đạt được tiêu chuẩn xuất khẩu. Và với sản phẩm mới đến từ Syngenta là Triplex Extra thì xin mời thạc sĩ Tiền thông tin thêm cho bà con được hiểu về công nghệ đột phá của sản phẩm, những đặc tính và kỹ thuật cũng như là cách sử dụng như thế nào để đạt hiệu quả cao nhất ạ. Cảm ơn Minh Thiện. Trước tiên thì xin được kính chào bà con khán giả đang xem đài. Và lời đầu tiên thì xin cho Mộng Tiền được kính chúc toàn thể quý vị chúng ta thật là nhiều sức khỏe, an toàn trong cái giai đoạn Covid hiện nay. Thì rất là hay khi mà Minh Thiện đặt ra một cái vấn đề là rất là thực tế và bám sát vào cái thực trạng trong cái việc canh tác lúa của bà con nông dân dưới tác động của cái biến đổi khí hậu rất là phức tạp như hiện nay. Thì như vậy thì bà con cần một cái giải pháp công nghệ đột phá để mà bảo vệ cái ruộng lúa khỏi sự tấn công những cái yếu tố về dịch hại và đồng thời giúp cho cái cây trồng xanh khỏe để gia tăng về năng suất cũng như là đảm bảo về cái chất lượng lúa gạo. Thì kính thưa quý bà con kính mến, thì trong cái vụ đông xuân vừa qua, Syngenta đã đưa ra thị trường một cái sản phẩm công nghệ đột phá. Và tính tới thời điểm ngày hôm nay thì Revex Extra đã được giới thiệu ra thị trường tròn 6 tháng và 5 ngày. Như vậy thì ngay từ những cái ngày đầu tiên mà sản phẩm giới thiệu ra ngoài thị trường thì thật sự mà nói chúng tôi rất là cảm kích khi mà chúng tôi nhận được cái tình cảm và cái sự tin tưởng ủng hộ của hầu hết bà con nông dân trồng lúa. Và chúng tôi đã thống kê được có hơn 200.000 hecta là có xử lý Revex Extra ở một lần phun. Thì như vậy có thể nói rằng là bà con đã rất là tin tưởng và đón nhận cái sản phẩm này. Và như vậy thì Tiền cũng xin một vài phút để mà nhắc lại về đặc tính kỹ thuật của sản phẩm Revex Extra để cho bà con chúng ta hiểu rõ thêm. Thì kính thưa quý bà con, sản phẩm Revex Extra chúng tôi ứng dụng công nghệ mới là cái công nghệ khóa kép đến từ cái kỹ thuật về cái SDSI và lần đầu tiên được giới thiệu tại thị trường Việt Nam.
Và đây cũng là một cái sản phẩm đầu tiên của khu vực châu Á Thái Bình Dương được giới thiệu cho bà con nông dân trồng lúa. Như vậy thì cái Revert Extra có cái đặc điểm gì mới? Thì Revert Extra là cái sự tích hợp giữa hai cái công nghệ hoạt chất đang dẫn đầu thị trường hiện nay. Thứ nhất là một cái công nghệ hoạt chất mới là Isobirazam, viết tắt là IZM. Thì công nghệ hoạt chất này nó thuộc cái nhóm là SDSI, thuộc cái đến từ các cái nhà khoa học của Syngenta. SDSI là Succinate Dehydrogenase Inhibitor. Và cái sản phẩm này á bà con thì rất là được bà con nông dân tín nhiệm khi mà chúng tôi kết hợp giữa Isobirazam và cái càng phát huy công nghệ hơn, hiệu quả hơn khi mà tích hợp với công nghệ Amista Technology. Thì như vậy thì khi mà Revert Extra giới thiệu ra thị trường thì nhờ cái công nghệ khóa kép. Như vậy thì công nghệ khóa kép là công nghệ gì ạ? Công nghệ khóa kép thì khi mà bà con chúng ta sử dụng Revert Extra, chúng ta phun trên bề mặt cây trồng đó, thì Revert Extra sẽ ngay lập tức thẩm thấu và khóa chặt vào lớp sáp của cây trồng. Đó là cái khóa thứ nhất. Và cái khóa thứ hai là nhờ vào cái ái lực mạnh mẽ của Revert Extra, thì Revert Extra sẽ tìm đến những cái vị trí mà những cái nấm bệnh tấn công. Như vậy thì nó sẽ khóa chặt vào cái men SDS của nấm bệnh. Nó làm ngăn chặn cái quá trình hình thành cái năng lượng. Cái quá trình này sẽ kích hoạt cái quá trình hô hấp xảy ra trong cái ti thể của nấm bệnh. Và như vậy thì nấm bệnh sẽ bị tiêu diệt và không có khả năng gây hại cho cái cây trồng chúng ta. Thì để rõ hơn về vấn đề này thì chúng tôi xin mời quý bà con chúng ta xem một cái đoạn phim về cái công nghệ khóa kép đến từ Revert Extra. Giới thiệu về Reflect, hoạt chất trị bệnh cây danh tiếng của Syngenta. Reflect, một hoạt chất thuộc thế hệ mới, vô cùng tuyệt vời dùng để kiểm soát đốm vằn, lem lép hạt hại lúa, cùng với nhiều loại bệnh khác trên nhiều loại cây trồng. Reflect cho hiệu quả tuyệt hảo nhờ vào công nghệ khóa kép. Khi tiếp xúc với cây trồng, Reflect lập tức bám chặt vào lá, sau đó nhanh chóng thâm nhập vào lớp sáp. Đó là cơ chế khóa thứ nhất. Đồng thời, Reflect sẽ tái phân bố tại chỗ và tiếp tục chuyển vị trong mô cây. Nhờ vậy mà Reflect sẽ tạo thành lớp khiên bảo vệ hữu hiệu toàn bộ lá. Reflect có hiệu quả hơn cả mong đợi nhờ vào thành phần hoạt chất có tính bảo vệ mạnh mẽ. Nhờ đặc tính khóa chặt vào lớp sáp, Reflect giúp cho cây trồng có thể chịu đựng tốt với các điều kiện thời tiết khắc nghiệt như mưa lớn, nhiệt độ cao và cả tác động của tia cực tím. Một điều có thể khẳng định rằng Reflect sẽ tác động trực tiếp mạnh mẽ lên nấm bệnh, ngăn ngừa sự lây lan, xâm nhập của chúng vào lá cây trồng. Khi nấm bệnh tiếp cận bề mặt lá, chúng sẽ nảy mầm, xâm nhập vào bên trong. Lúc này, Reflect sẽ khóa chặt nấm bệnh trước khi chúng xâm nhập vào tế bào cây trồng. Reflect có ái lực mạnh mẽ với men SDS trong bào tử nấm bệnh. Nhờ ái lực này mà nó có thể tiếp cận và khóa chặt quá trình sản sinh năng lượng. Đây chính là nguồn kích hoạt quá trình hô hấp ở ti thể của tế bào nấm bệnh. Reflect khóa chặt vĩnh viễn quá trình sản sinh và cung cấp năng lượng ở tế bào nấm bệnh. Và đây cũng chính là cơ chế khóa thứ hai của Reflect. Nấm bệnh hoàn toàn bị tiêu diệt trước khi gây hại cho cây trồng. Reflect bảo vệ cây trồng toàn diện nhờ vào việc khóa chặt vào lớp sáp của mô lá, cắt đứt nguồn cung cấp năng lượng cho nấm bệnh phát triển. Reflect có tác động nhanh, cho hiệu quả cao và kéo dài, giúp cho cây trồng có thể tối ưu hóa tiềm năng quang lộ và tối đa hóa quá trình sản sinh năng lượng. Từ hoạt chất tiên tiến với công nghệ khóa kép, Reflect giúp cây trồng khỏe cho năng suất cao và chất lượng nông sản tuyệt hảo. Reflect, Syngenta, mang tiềm năng cây trồng vào cuộc sống. Vâng, xin cảm ơn bà con. Như vậy thì chúng ta cũng đã hiểu được thế nào là cái công nghệ khóa kép đến từ Revert Extra.
Và nhờ vào công nghệ này thì bà con thấy rằng Liều Red Extra ngoài việc có thể kiểm soát tốt cây trồng còn giúp cho cây trồng chúng ta khỏe mạnh để chống chịu những cái yếu tố bất lợi về phi sinh học như là điều kiện thời tiết mưa nắng bất thường. Và như vậy thì đã qua hàng loạt những cái điểm mà bà con đã sử dụng cái Red Extra thành công thì tôi tin rằng những bà con nông dân nào chưa chạm đến Red Extra thì bà con có cái cơ hội để mà chúng ta sử dụng Red Extra có một cái vụ mùa thắng lợi trong cái vụ hè thu này. Thì và cái thời điểm mà như Minh Thiện có đề cập là cái thời điểm sử dụng Red Extra là ở thời điểm nào đúng không ạ? Thì kính thưa quý bà con, thì khi ngay từ những ngày đầu tiên mà chúng tôi đưa sản phẩm ra ngoài thị trường đó thì chúng tôi khuyến cáo bà con chúng ta sử dụng Red Extra ở cái thời kỳ nuôi đồng 50 đến 60 ngày sau khi xạ. Và bà con sử dụng với liều là 0.4 lít trên hecta, tức là bà con cứ sử dụng 1 ml thuốc cho 1 lít nước. Nếu bà con sử dụng bình 25 lít thì bà con phun khoảng 1 bình rưỡi cho 1 công đất. Thì chúc bà con chúng ta sẽ thành công với Reflect Extra. Dạ, xin được cảm ơn thạc sĩ Tiền với những thông tin về đặc điểm nổi bật của Reflect Extra cũng như những lưu ý để mà bà con sử dụng đạt hiệu quả cao. Dạ, thưa nhà nông Bùi Văn Chiến ạ, theo như thạc sĩ Tiền có chia sẻ thì Reflect Extra là được sử dụng cho cây lúa trong giai đoạn nuôi đồng. Thì chú Chiến cũng đã có rất là nhiều năm gắn bó với cây lúa rồi. Và chú khi sử dụng sản phẩm này thì chú có nhận xét như thế nào ạ? Cảm ơn Minh Thiện. Kính thưa bà con nông dân, lúa ở giai đoạn nuôi đồng thì nó quyết định về cái năng suất và cái phẩm chất. Vì cây lúa thì ở giai đoạn này nó có rất nhiều bệnh gây hại, mà chúng ta chăm sóc không tốt thì làm cho cây lúa nó sẽ bị bệnh và nó phải xấu đi, sẽ làm phẩm chất của lúa gạo nó sẽ bị thấp xuống. Thì từ đó thì thương lái nó sẽ không mua được cái giá cao, chúng ta không bán được giá cao. Chính vì vậy thì muốn làm cho cây lúa đạt năng suất và phẩm chất tốt thì ở cái giai đoạn này thì phải giúp cho cây lúa là nó trổ được là đồng loạt, và đồng thời là cái giai đoạn từ nuôi đồng này từ 50 ngày đến 60 ngày sau xạ là nó rất quan trọng. Cho nên chính vì vậy sử dụng đông xuân vừa rồi xin nói với bà con là tôi đã sử dụng cái Gillette Extra vào trong ruộng lúa của tôi ở giai đoạn là nuôi đồng là từ 50 ngày đến 60 ngày sau xạ, thì tôi thấy là cây lúa phát triển rất là tốt, là cây lúa hạt lúa rất là sáng chắc và vô gạo nhanh và chỗ lồng lọt và làm cho cây lúa là không có thất thoát sau thu hoạch, là một cái sản phẩm mà rất là tuyệt vời. Bà con tôi rất là mong đợi cái sản phẩm này. Dạ, xin được cảm ơn những chia sẻ từ chú Chiến ạ. Và nhân đây thì Minh Thiện cũng xin được hỏi thêm thạc sĩ của Tìm Mộng Tiền, đó là nhiều bà con thì rất là sợ canh tác lúa trong mùa mưa, khi mà phun thuốc thì thuốc bị rửa trôi, mất đi tác dụng. Vậy thì đối với Reflect Extra thì khi mà bà con phun trong bao lâu thì sẽ yên tâm và hiệu lực của nó sẽ kéo dài trong bao lâu ạ? Dạ, câu hỏi rất là hay và phù hợp với đó canh tác lúa hè thu đúng không Minh Thiện? Thì kính thưa quý bà con, thì theo kết quả thí nghiệm từ Syngenta thì Reflect Extra có cái ái lực mạnh mẽ, và cái khóa đầu tiên mà nãy Tiền có chia sẻ đó là nó khóa chặt vào cái lớp sáp của cây trồng, cho nên là nó sẽ hình thành một cái tấm khiên để mà nó bảo vệ chống lại những cái tác nhân xâm nhiễm của cái nấm bệnh, và giúp cho cái việc mà bà con phun thuốc đó cái hiệu lực nó kéo dài hơn. Và trong cái và một cái đặc tính mà rất là quan trọng mà chúng tôi phát hiện đó là cái việc mà Reflect Extra có khả năng chống được cái sự rửa trôi cũng như là cái tia cực tím UV, hoặc là cái Reflect Extra còn giúp cho cái thuốc chúng ta chuyển hóa tốt ở bên trong cây trồng. Tuy nhiên thì bà con chúng ta biết là cái sản phẩm Reflect Extra này nó có cái tính kéo dài là hơn 3 tuần lễ, nhưng mà khi bà con chúng ta xác định cái thời điểm mà chúng ta phun đó là vào cái thời điểm nuôi đồng 50 đến 60 ngày sau khi xả rồi, thì chúng ta có một cái khoảng thời gian khoảng đâu đó 10 ngày thì bà con cũng xác định được cái thời tiết xem như thế nào cho nó phù hợp, để tránh trường hợp là bà con chúng ta phun chỉ vài phút thì bắt đầu mưa. Thì bất kỳ một cái sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật nào á phun xong phải đảm bảo được khoảng một giờ đồng hồ, thì như vậy thì đối với cái Reflect Extra thì bà con chúng ta sẽ an tâm với cái việc mà nó cái cơ chế khóa kép là tắt khóa vào cái khóa chặt vào cái lớp sáp của bị cây trồng và ở đó thành một cái tấm khiên bảo vệ để giúp cho cái cây trồng của chúng ta an toàn và chống được cái dịch hại kéo dài được 3 tuần lễ. Dạ, xin được cảm ơn thạc sĩ Tiền với những thông tin vừa rồi, thì chắc là bà con cũng yên tâm hơn khi sử dụng Reflect Extra.
Và với chủ đề của buổi tọa đàm ngày hôm nay thì bộ phận thư ký cũng đã tiếp nhận được rất nhiều những câu hỏi của các nhà nông gửi đến. Và cái bây giờ Minh Thiện xin được đến với câu hỏi của nhà nông Lê Văn Hậu ở Cái Bè, Tiền Giang. Xin được mời thạc sĩ Thúy sẽ tư vấn cho nhà nông Hậu ạ. Có phải là cung cấp đầy đủ dinh dưỡng thì cây lúa khỏe mạnh và trổ đồng loạt hay không? Dạ. Xin chào anh Hậu. Thì đối với cái cây lúa thì nếu như mà khi mà chúng ta cung cấp dinh dưỡng đầy đủ đó thì cây lúa nó sẽ được cái điều kiện để sinh trưởng và phát triển tốt. Ngay từ đầu vụ mà nếu chúng ta xả xuống bón phân đúng các cái giai đoạn bón phân của cây lúa, thường thì chúng ta chia làm 3 giai đoạn bón phân, thì đây là đã cung cấp dinh dưỡng cho cây lúa. Thì đến cái giai đoạn đồng thì cây lúa đã hấp thụ tích lũy dinh dưỡng đầy đủ thì nó sẽ tới chuyển qua giai đoạn sinh sản, thì cây lúa nó sẽ trổ bông và cái trổ đồng loạt. Tuy nhiên thì đến giai đoạn này thì đây là cái thời điểm mà nó mẫn cảm đối với các loại dịch hại, do đó thì nếu mà cây lúa chúng ta nó đã được cung cấp dinh dưỡng đầy đủ ngay từ ban đầu xả xuống cho đến giai đoạn đồng bắt đầu trổ thì chúng ta cũng cần lưu ý về cái vấn đề quản lý dịch hại. Thì đây là cái thời điểm là cần phải can thiệp thuốc bảo vệ thực vật để bảo vệ năng suất lúa khi mà có dịch hại tấn công. Do đó thì bà con chúng ta đến giai đoạn này cây lúa đã dinh dưỡng đầy đủ rồi thì cây lúa muốn trổ đồng loạt, trổ tốt nữa thì chúng ta cũng phải theo dõi để quản lý cái có cái biện pháp can thiệp bảo vệ cây năng suất cây lúa kịp thời để từ đó thì mới đạt được năng suất tối ưu. Dạ, xin được cảm ơn thạc sĩ Thúy ạ. Và tiếp tục là câu hỏi của khán giả Trần Minh Phương ở Bạc Liêu. Xin mời thạc sĩ Tiền sẽ tư vấn cho nhà nông ạ. Tôi rất là tâm đắc sản phẩm Reflect Extra, vậy cho tôi hỏi là sản phẩm này có gì đặc biệt so với các sản phẩm trước đây của Syngenta? Dạ, tôi sử dụng 2 lần trong vụ lúa thì có được không? Xin mời thạc sĩ ạ. Dạ, cảm ơn bà con đã tin tưởng và tâm đắc cái sản phẩm Reflect Extra. Thì Reflect Extra có thể nói là bà con phải kể đến là 4 cái điểm mà rất là đặc biệt mà chúng ta phải nhớ. Cái thứ nhất, đây là một cái sản phẩm mà nó được tích hợp từ 2 cái công nghệ hóa chất đang dẫn đầu thị trường hiện nay. Và chúng tôi đang độc quyền tại thị trường Việt Nam từ công thức đến thành phẩm. Và cái thứ hai là Reflect Extra có cái công nghệ khóa kép độc đáo giúp cho cái bà con chúng ta kiểm soát được cái dịch hại mà cây trồng chúng ta còn có cái khả năng là chống chịu được các cái yếu tố bất lợi của cái điều kiện thời tiết. Và cái điểm thứ ba, khác biệt thứ ba đó là cái thời điểm sử dụng được các nhà khoa học Syngenta và chúng tôi cũng tham khảo thêm những cái tư vấn của các cái chuyên gia hàng đầu nông nghiệp ở tại Việt Nam về cái thời điểm sử dụng là cái thời kỳ nuôi đồng 50 đến 60 ngày sau khi xạ, mà các nhà khoa học gọi là đây là cái giai đoạn phân hóa mầm hoa, tức là lúc mà phân bào giảm nhiễm để làm sao có được những cái hạt phấn khỏe. Và rất là quan trọng ở cái yếu tố là khi mà hạt phấn khỏe đó thì cái khả năng thụ phấn nó sẽ tăng lên và cái tỷ lệ hạt chắc nó sẽ gia tăng, và lúc đó thì khi bà con sử dụng Reflect Extra thì lúa nó trổ đồng loạt, vô gạo nhanh. Và cái điểm thứ tư là cái việc mà bà con sử dụng Reflect Extra rất là phù hợp với cái việc mà chúng ta kiểm soát được cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và đáp ứng được cái yêu cầu xuất khẩu lúa gạo, đưa cái hạt gạo Việt Nam sang những cái thị trường khó tính như là châu Âu hoặc là Nhật Bản. Thì kính chúc bà con sẽ thành công với sản phẩm Reflect Extra. Dạ, xin được cảm ơn thạc sĩ Tiền ạ. Kính thưa quý khán giả và bà con, với sự tư vấn của các khách mời vừa rồi thì tin chắc rằng là bà con cũng đã có được giải pháp tuyệt vời để quản lý dịch hại trong mùa mưa bão hiệu quả với công nghệ đột phá từ Reflect Extra. Và với sản phẩm này thì bà con sử dụng cho cây lúa trong giai đoạn từ 50 tới 60 ngày sau xạ. Tiếp theo thì xin mời quý khán giả và bà con cùng đến với một phóng sự phản ánh thực trạng dịch hại đạo ôn trên cây lúa ở Hậu Giang. Ở tỉnh Hậu Giang, nông dân huyện Vị Thủy có nhiều kinh nghiệm và chăm sóc lúa rất kỹ. Vụ nào lúa cũng bằng ngọn. Nhưng vẫn còn nỗi lo đó là bệnh đạo ôn cổ bông. Nông dân chưa có cách phòng ngừa được triệt để. Mong muốn về bên kỹ sư hay tọa đàm về bó thuốc Syngenta cũng giải đáp cho mình thắc mắc, cũng như là mình xài cái loại thuốc nào hay là thời tiết mưa gió thất thường như thế nào đó là vẫn mà mình xịt, mình phun ngừa đạo ôn với trái bìa lá lúa đạo ôn cổ bông rồi nè, do vi khuẩn gây hại rồi nó đạt. Còn cái vụ này thì lo nhất là thời tiết nắng mưa thất thường, dịch bệnh hay tấn công, bởi vậy nông dân mới là lo mấy cái chuyện đó là lớn nhất. Lúa mà giai đoạn giao trà mà chỗ thì ngán nhất là đậu có bông, bởi vì nếu mà có đậu có bông tấn công thì năng suất sẽ giảm mấy chục phần trăm.
cái vụ hè thu này thì nằm trong cái mùa mưa bão, thành ra cái quản lý về cái bệnh đạo ôn và lem lét hạt sao chỗ nó gặp rất là khó, tại vì phun xịt nó cũng không được cái kịp thời mấy. Thì bây giờ xin hỏi các nhà khoa học có cái phương pháp nào để quản lý được các loại dịch hại này được tốt hơn. Tùy theo vụ mưa nhiều mưa ít kéo theo thiệt hại năng suất cũng ít hay nhiều. Nhưng điều mà nông dân ở đây quan tâm hơn là lúa bị nhiễm bệnh sẽ lẫn trong lúa hàng quá sau khi thu hoạch, làm giảm chất lượng lúa gạo. Trong phóng sự thì nhà nông có đề cập tới áp lực bệnh đạo ôn cổ bông và lem lép hạt trong mùa mưa bão. Xin được mời thạc sĩ Thúy lưu ý cho bà con và những khuyến cáo nào để giúp cho bà con nông dân có được một mùa bội thu và quản lý được hai loại dịch hại này một cách hiệu quả. Kính chào bà con, thì như phóng sự vừa rồi thì bà con thấy là cái bệnh đạo ôn và cái lem lép hạt thì luôn là cái nỗi lo của bà con trong cái canh tác lúa, chẳng những vụ hè thu mà cả bao vụ luôn. Bệnh đạo ôn thì chúng ta thấy là rất phổ biến trên cây lúa, thì cái bệnh này cái tác nhân nó là do nấm gây ra. Nếu mà nó tấn công cái giai đoạn sớm đầu vụ thì nó tấn công trên lá thì mình gọi là đạo ôn lá. Và nếu vào cái giai đoạn sau thì tấn công trên cổ vé hoặc là trên bông thì gọi là cổ bông. Và nếu tới hạt trổ luôn thì trên hạt nó sẽ bị cái vết lem thì gây ra hiện tượng lem lép hạt. Cái hiện tượng lem lép hạt á, ngoài cái tác nhân là đạo ôn, nấm đạo ôn gây ra thì nó còn nhiều tác nhân khác nữa. Chẳng hạn giống như là đốm vằn hay là những cái tác nhân vi khuẩn hay là những cái con côn trùng chích hút hay là nhện ré thì nó cũng gây ra là cái lem lép hạt. Do đó là đối với cái lem lép hạt thì chúng ta gọi là cái hiện tượng lem lép hạt. Thì trong cái canh tác cuối vụ hè thu này hoặc là đầu vụ thu đông tới thì chúng ta thấy là những cái điều kiện nấm bệnh nó sẽ có điều kiện phát triển hơn do vào đặc biệt là rơi vào cái giai đoạn mưa bão. Do đó thì đối với cái đạo ôn lá thì bà con chúng ta thể thăm đồng. Khi mà chúng ta thấy cái vết chấm kim thì chúng ta phun thuốc đặc trị bệnh đạo ôn. Còn đối với đạo ôn cổ bông thì do nó tấn công trên bông hoặc là cái hiện tượng lem lép hạt thì nếu như mà mỗi cái cây lúa chúng ta chăm sóc từ đầu vụ tới giai đoạn này thì nó chỉ ra có một bông thôi. Do đó thì nếu mà chúng ta không có cái biện pháp quản lý sớm trước thì nó sẽ tấn công trên bông thì coi như là ảnh hưởng tới năng suất. Do đó thì đối với đạo ôn cổ bông thì cũng khuyến cáo với bà con là cần phải phun ngừa trước hai lần vào giai đoạn là trước trổ và sau trổ điều. Thì đó là những cái chia sẻ về cái quản lý bệnh đạo ôn cũng như lem lép hạt đối với bà con chúng ta. Dạ, xin được cảm ơn thạc sĩ Thúy ạ. Thưa thạc sĩ Quỳnh Thị Mông Tiên, thì qua phóng sự vừa rồi cũng như là qua những thông tin chia sẻ từ thạc sĩ Thúy, có thể thấy là bà con nông dân rất là quan tâm và lo lắng đối với bệnh đạo ôn cổ bông. Vậy phía công ty có sản phẩm nào để giúp cho bà con quản lý hiệu quả loại dịch hại này ạ? Dạ, cảm ơn Minh Thiện. Thì kính thưa quý bà con, thì hiện tại thì Syngenta chúng tôi có một số giải pháp để mà giúp cho bà con có thể quản lý được cái bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông một cách có hiệu quả. Và phải kể đến đó là cái sản phẩm Newtest. Sản phẩm Newtest 300SC là cái dạng mà dung dịch huyền phù đậm đặc. Và đây là một cái sản phẩm mà được cái sự kết hợp hoàn hảo giữa hai cái hoạt chất tiên tiến và cái chất phụ gia đặc hiệu của Syngenta. Và chúng tôi khuyến cáo sản phẩm này chuyên để phòng trừ cái đạo ôn lá và đạo ôn cổ bông. Thì xin mời bộ phận kỹ thuật chúng ta chiếu một cái hình về cái diện mạo mới của cái sản phẩm Newtest ạ. Trên màn hình thì bà con chúng ta có thể thấy là đây là cái diện mạo mới, sắc mới của cái sản phẩm Newtest mà chúng tôi vừa mới đưa ra thị trường vào đầu tháng 5. Thì mới ở chỗ nào? Bà con thấy là Syngenta chúng tôi ngày càng cải tiến về mặt chất lượng của sản phẩm, từ công thức đến thành phẩm. Và đặc biệt là đối với cái sản phẩm Newtest, khi bà con chúng ta quan sát trên thị trường đó thì chúng ta thấy nó có những cái đặc điểm. Cái thứ nhất là cái thân chay màu trắng, và thứ hai là chúng tôi tích hợp cái nhãn UV chống hàng nhái, hàng giả cho cái sản phẩm Newtest. Thì đây là một trong những cái công nghệ mà chúng tôi lần đầu tiên được sử dụng cho hai cái sản phẩm thuốc trừ bệnh của Syngenta tại thị trường Việt Nam. Đầu tiên là Newtest
và sau đầu tiên là Reflect Extra và sau đó là cái New Test. Và khi mà bà con chúng ta sử dụng cái New Test đó, thì bà con muốn phân biệt được đây là cái hàng chính hãng của Syngenta đó, thì bà con chúng ta đem cái sản phẩm này đưa ra ngoài ánh sáng mặt trời có UV đó, thì ngay tức tắc trong vòng khoảng 1-2 giây thôi, nó sẽ hiện lên cái logo là New Test, logo Syngenta. Thì đó là một trong những cái dấu hiệu nhận biết sản phẩm độc quyền đến từ Syngenta. Và như vậy thì cái sản phẩm New Test, chúng tôi còn phát hiện ra những cái đặc điểm rất là thú vị bà con. Ngoài cái tính năng mà đặc trị cái đào ôm lá và cổ bông đó, thì cái New Test nó còn có khả năng liên kết các cái dinh dưỡng khoáng ở bên trong cây trồng, cho nên là nó sẽ gia tăng cái hàm lượng diệt lục tố và giúp cho cái cây trồng xanh khỏe hơn. Và ngoài ra thì cái New Test nó còn sẽ giúp cho các cái bó mạch của cây trồng nó trở nên cứng cáp hơn. Chính vì thế khi bà con chúng ta sử dụng cái New Test thì bà con cảm nhận là mướt lá đồng, khỏe cổ bông là như vậy. Thì cái đối với New Test thì bà con chúng ta sử dụng cái hiệu quả nhất là chúng ta sử dụng đúng liều là 1 lít trên 1 hecta. Thì kính chúc bà con chúng ta sẽ thành công với cái giải pháp thuốc trừ bệnh đạo ôn. Dạ, xin được cảm ơn Thạc sĩ Tiền. Và qua những thông tin vừa rồi thì không biết là chú Chiến có điều gì cần trao đổi với Thạc sĩ Tiền để có thể sử dụng sản phẩm này đạt hiệu quả tối ưu hơn không ạ? Thì qua những cái thông tin như thế này thì tôi xin hỏi Thạc sĩ Tiền. Dạ. Tức là tôi đã sử dụng Relax Extra vào giai đoạn là nuôi đồng 50 đến 60 ngày sau xạ. Dạ. Thì thì lấy đất cha có phối trộn được chứ khi mà lúa nó bị bệnh đau ôm vậy đó, mình có phối trộn được chứ New Test hay không? Xin hỏi dạ. Thạc sĩ. Cảm ơn chú Chiến đặt ra một cái câu hỏi rất là thực tế. Trên đồng ruộng, nếu bà con chúng ta thấy cái tình hình mưa bão và cái áp lực bệnh đạo ôn cổ bông tăng, và thông thường thì bà con chúng ta phun ngừa trước đó từ cái giai đoạn làm đồng hoặc là cái giai đoạn trước rổ, đúng không chú Chiến? Vậy thì là bà con chúng ta có thể hoàn toàn kết hợp New Test với Reflect Extra ở cái giai đoạn nuôi đồng là 50 đến 60 ngày sau khi xạ. Thì kính chúc chú sẽ thành công với hai cái giải pháp là Reflect Extra và cái New Test. Xin được cảm ơn chú Chiến và cảm ơn Thạc sĩ Tiền ạ. Kính thưa quý khán giả và bà con, giải pháp vừa rồi thì cũng được rất nhiều nhà nông ở tỉnh Hậu Giang nói riêng và đồng bằng sông Cửu Long nói chung áp dụng. Mới đây thì công ty Syngenta Việt Nam cùng với Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang cũng đã phối hợp tổ chức cuộc thi cùng Reflect Extra nâng tầm gạo Việt. Xin mời bộ phận kỹ thuật phát thông báo ạ. Các nhà khoa học Syngenta đã nghiên cứu miệt mài sau hơn 7 năm đã tạo ra được một sản phẩm sáng tạo với công nghệ đột phá đang độc quyền sáng chế từ công thức đến thành phẩm tại thị trường Việt Nam. Đó là Reflect Extra 325ST sử dụng giai đoạn túi đồng 50 đến 60 ngày sau xạ. Nay Syngenta Việt Nam phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang tổ chức cuộc thi tìm hiểu nâng tầm gạo Việt. Nông dân đã có trải nghiệm sản phẩm Reflect Extra trên đồng ruộng, chỉ cần trả lời 3 câu hỏi. Thế nào là công nghệ khóa kép bởi Reflect Extra? Vì sao Reflect Extra được sử dụng trong giai đoạn nuôi đồng 50 đến 60 ngày sau xạ? Kể 3 lợi ích vượt trội của Reflect Extra mà bà con tâm đắc. 4. Hãy dự đoán có bao nhiêu bài dự thi được gửi về chương trình. Từ ngày 1 tháng 6 đến hết ngày 25 tháng 6 năm nay, bà con gửi câu trả lời về địa chỉ Công ty Syngenta Việt Nam, số 16 đường 3A, khu công nghiệp Biên Hòa 2, Đồng Nai. Thời gian công bố kết quả 17:15 đến 18:15 ngày 28 tháng 6 năm 2021, trực tiếp trên sóng phát thanh Truyền hình Hậu Giang và fanpage Syngenta. Phần thưởng gồm một giải nhất là điện thoại smartphone trị giá 4 triệu đồng, hai giải nhì điện thoại smartphone 3 triệu đồng và 5 giải ba nón bảo hiểm cao cấp. Reflect Extra nâng tầm gạo Việt. Kính thưa quý bà con nông dân, thì để đáp lại cái tình cảm và cái sự tin yêu cho sản phẩm Reflect Extra, thì chúng tôi cũng đang phát động một cái cuộc thi cho bà con chúng ta tìm hiểu Reflect Extra cùng với bà con nông dân để nâng tầm gạo Việt. Và cũng rất là mong là đông đảo quý bà con chúng ta sẽ cùng tham gia để mà chúng ta cũng dành những cái phần quà có cái giá trị về mặt tinh thần cho bà con, và đồng thời chúng ta cũng hiểu sâu sắc thêm về cái sản phẩm để bà con chúng ta áp dụng ngoài đồng thật sự có hiệu quả. Và cũng liên quan tới việc sử dụng Reflect Extra cũng như là sản phẩm New Test, thì không biết là qua quan sát cũng như tìm hiểu của Thạc sĩ Tiền thì bà con nông dân có chia sẻ như thế nào ạ?
Dạ, cảm ơn Minh Thiện. Thì vừa rồi thì Tiền cũng đã chia sẻ với bà con về cái đặc tính kỹ thuật của cái sản phẩm New Tech. Và trong cái vụ lúa vừa qua thì chúng tôi cũng đã đồng hành cùng rất là nhiều bà con nông dân có cái trải nghiệm đối với cái sản phẩm này. Thì mời bộ phận kỹ thuật chúng ta sẽ chia sẻ những cái trải nghiệm đó cho những bà con nông dân còn lại để bà con biết thêm về sản phẩm để mà chúng ta sử dụng quản lý cái đầu ôm hiệu quả ạ. Dưới tác động của biến đổi khí hậu, nắng mưa bất thường, dịch bệnh trở nên phức tạp hơn. Đặc biệt, đạo ôn là một trong những nỗi lo lớn nhất của nông dân trồng lúa Việt Nam. Bên cạnh những đối tượng khác như lem lép hạt và đốm vằn, khi không phòng trị hiệu quả, dịch bệnh đạo ôn đe dọa và làm thất thu năng suất lên đến 70%. Giảm thu nhập đáng kể cho nông dân trồng lúa. Các nhà khoa học Syngenta với bề dày kinh nghiệm 250 năm trong ngành hóa chất thuốc bảo vệ thực vật luôn không ngừng nghiên cứu, đổi mới từ công thức hoạt chất đến thành phẩm. NewTech 300SC kiến tạo cho giải pháp trừ bệnh đạo ôn lúa với diện mạo mới. NewTech 300SC với diện mạo mới. Thân chai trắng, trên nhãn chai có tích hợp công nghệ UV giúp nhận diện hàng chính hiệu của Syngenta. NewTech 300SC với công nghệ hoạt chất và chất phụ gia tiên tiến Syngenta đem đến sự hài lòng cho nông dân Việt Nam về những vụ mùa bội thu. NewTech kiểm soát hiệu quả đạo ôn cổ lá, cổ bông, giúp lúa mướt đồng, cổ bông cứng chắc. NewTech được sử dụng ở các lần phun quan trọng, làm đồng trước và sau trổ. NewTech là một sản phẩm mới của công ty Syngenta. NewTech giúp phòng trị hiệu quả bệnh đạo ôn và lem lép hạt từ giai đoạn làm đồng cho tới trổ. NewTech giúp lá đồng xanh mướt, khỏe cổ bông, tạo đường đề cho năng suất cao về sau. Tôi rất tâm đắc NewTech vì NewTech phòng trừ đạo ôn rất cao. Lá đồng xanh mướt, cổ bông cứng chắc, nặng tiểu hạt. Tôi phun NewTech có 3 thời điểm: làm đồng, trước chỗ và sau chỗ, đặc trị những bệnh đậu ôn cổ bông, cổ vé. Tôi sử dụng NewTech 1 lít trong 1 ha. Tôi rất là tâm đắc cho sản phẩm NewTech. NewTech là cái bí quyết của tôi để phòng trị đậu ôn và lem lép hạt từ làm đồng cho đến chỗ. Vụ nào tôi cũng sử dụng NewTech, hiệu quả rất là cao. Tôi xài 1 lít cho 1 hecta. Đặc biệt sản phẩm NewTech làm cho mướt lá đồng và khỏe cổ bông. NewTech là bạn của nhà nông. Tôi yêu NewTech, vụ nào tôi sử dụng NewTech. Giờ đây, trong mỗi vụ mùa của bà con nông dân trồng lúa tại Việt Nam, NewTech được xem là bạn đồng hành, tin cậy, phòng trừ hiệu quả đạo ôn, giảm số lần phun, giúp nhà nông yên tâm. NewTech mướt lá đồng, khỏe cổ bông, hiệu quả tuyệt vời với 11 lít cho 1 hecta. Kính thưa quý khán giả, trong những phút vừa qua thì chúng tôi cũng đã liên tục nhận được rất nhiều những cuộc gọi của quý nhà nông gửi đến để cùng trao đổi với chương trình ngày hôm nay. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ đến với các thắc mắc của các nhà nông. Nhà nông Tài Văn Trọng, nhà nông Phạm Thanh Phong và nhà nông Nguyễn Văn Sơn thì có chung một thắc mắc về cách để mà trồng lúa trong giai đoạn biến đổi khí hậu hiện nay như thế nào để đạt được tiêu chuẩn xuất khẩu và cạnh tranh được với các thị trường sản xuất lúa gạo rất là phát triển khác như là Thái Lan. Thì xin được mời Thạc sĩ Thúy tư vấn cho các nhà nông an tâm sản xuất trong các vụ mùa. Dạ. Xin cảm ơn Minh Thiện. Xin chào quý bà con. Thì cả ba anh đều rất là quan tâm đến cái vấn đề mà sản xuất lúa gạo để phục vụ xuất khẩu. Thì cái việc mà sản xuất lúa gạo thì một phần là đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. Và hiện nay thì chúng ta đang hướng tới là giá trị xuất khẩu. Do đó thì vấn đề đặt ra đối với bà con chúng ta thì làm sao mà để cái sản xuất ra được cái hạt gạo mà chúng ta đạt giá trị xuất khẩu. Thì như bà con đã biết thì những cái thị trường xuất khẩu á, họ có yêu cầu rất là nhiều về các cái vấn đề về cái
đặc biệt hiện nay là cái vấn đề về an toàn thực phẩm, thì trong đó là cái vấn đề về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Ngoài cái vấn đề về cái chất lượng đầu tiên thì những tùy theo thị trường, có những thị trường thì đòi hỏi cái chất lượng phải gạo là phải thơm, hoặc là cái chất lượng gạo mềm cơm, hay là những cái thị trường thì đòi hỏi cái chất lượng gạo khô cơm. Thì do đó thì về cái chất lượng gạo đó nó tùy thuộc vào cái thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên cái vấn đề quan trọng á, là cái vấn đề dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên hạt gạo. Thì đây là cái rào cản kỹ thuật chung đối với những cái thị trường xuất khẩu. Do đó thì bà con chúng ta hiện nay thì đối với ngành nông nghiệp cũng khuyến cáo là chúng ta là một là chúng ta nên là tham gia sản xuất vào cái tổ chức nông dân, tức là tham gia vào các cái hợp tác xã hoặc là tham gia vào các cái cánh đồng lớn, để nếu mà bà con chúng ta có chừng một vài hecta thôi, chúng ta mặc dù chúng ta sản xuất được một cái giống lúa gạo thơm, chất lượng ngon, năng suất cao, đạt cái phẩm chất để xuất khẩu, tuy nhiên thì chúng ta chỉ có vài tấn thôi thì không thể nào phục vụ được cái thị trường xuất khẩu vài ngàn tấn. Do đó thì bà con chúng ta đầu tiên là phải tham gia vào cái tổ chức sản xuất, tổ chức nông dân, hoặc là tham gia vào cánh đồng lớn để chúng ta cùng sản xuất với một cái lượng sản phẩm lớn để đủ số lượng để phục vụ cho cái một đơn hàng xuất khẩu. Cái thứ hai thì khi mà chúng ta tham gia vào cái thị trường như thế thì yêu cầu về cái an toàn thực phẩm chúng ta phải đảm bảo, tức là bà con chúng ta phải áp dụng tất cả các biện pháp kỹ thuật để làm sao mà được cái sản phẩm là có năng suất cao và được cái chất lượng là an toàn. Thì chúng ta đặc biệt chú ý là khi mà can thiệp vào thuốc bảo vệ thực vật thì chúng ta lưu ý cái giải pháp là phun thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng, và cái cuối cùng là phải tuân thủ cái thời gian cách ly trước khi thu hoạch để đảm bảo về cái vấn đề an toàn nông sản. Xin chào đổi với bà con. Dạ, xin được cảm ơn thạc sĩ Thúy ạ. Tiếp tục là thắc mắc của khán giả Đỗ Văn Út ở Ngã Năm Sóc Trăng. Xin mời thạc sĩ Tiền tư vấn cho nhà nông ạ. Trong giai đoạn đồng thì tôi sử dụng Reflex Extra cộng với Vitaco. Giai đoạn lúa trổ lẹt xẹt, rồi sử dụng Neotech với Vitaco. Giai đoạn lúa trổ đều, sử dụng Amistatop thì có giúp nâng tầm gạo Việt hay không? Và thuốc bảo vệ thực vật có lưu tồn trong hạt gạo hay không? Dạ, xin mời thạc sĩ ạ. Rất là cảm ơn anh Đỗ Văn Út ở Ngã Năm Sóc Trăng. Thì thông qua cái câu hỏi của anh thì tôi biết là anh rất là tín nhiệm bộ sản phẩm của Syngenta. Và như đầu chương trình thì chúng ta thấy là Prevet Extra sử dụng ở cái thời kỳ nuôi đồng 50 đến 60 ngày sau khi xạ là hoàn toàn chính xác. Và khi mà có cái điều kiện áp lực cái sâu cuốn lá đó thì ở cái giai đoạn là từ tuổi 1, tuổi 2 hoặc là lúc mà cái bướm rộ đó thì bà con hoàn toàn có thể kết hợp chung với lại cái Vitaco để mà chúng ta cùng quản lý được cái sâu cuốn lá và sâu đục thân cũng như là cái nấm bệnh. Và sau đó thì anh sử dụng cái Neotech lúc mà lúa trổ lẹt xẹt đó kết hợp với Vitaco. Thì trong trường hợp mà áp lực cái đầu ôm cổ bông cao đó thì như chúng tôi có chia sẻ thì cái lúc mà giai đoạn nuôi đồng thì anh cũng hoàn toàn kết hợp Revet Extra, Neotech và cái Vitaco chung để anh không cần phải phun lại nhắc lại cái Vitaco ở cái giai đoạn trổ lẹt xẹt, bởi vì cái khoảng thời gian này nó rất là ngắn. Và nó cũng tùy thuộc vào cái mật độ sâu trên đồng ruộng và cũng như là cái tuổi cái con sâu nó như thế nào thì anh sẽ can thiệp cái thời điểm cho nó hợp lý. Còn cái lúc mà lúa trổ đều thì anh phun lại Amistatop thì đúng theo cái giải pháp khuyến cáo của Syngenta là bà con chúng ta phun Revet Extra ở cái thời kỳ nuôi đồng và lúc lúa trổ đều thì bà con sẽ phun lại bằng cái Amistatop. Lý do mà chúng tôi khuyến cáo thì do cái Revet Extra có cái hiệu quả lưu dẫn kéo dài hơn 3 tuần cho nên là bà con hoàn toàn an tâm và chúng ta phun lại Amistatop ở cái cử trổ điều như vậy thì sẽ giúp nâng tầm gạo Việt hay không. Thì kính thưa bà con, thì trong hàng loạt các cái thí nghiệm của Syngenta mà chúng tôi kết hợp với Viện Lúa Đồng bằng Sông Cửu Long và Trung tâm Nghiên cứu Đồng Tháp 10 đó, thì chúng tôi có phân tích về cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật ở cái thời điểm là khi thu hoạch thì hoàn toàn không để lại dư lượng, và như vậy thì cái hạt gạo của chúng ta hoàn toàn đáp ứng được cái tiêu chuẩn xuất khẩu ở những cái thị trường khó tính. Thì kính chúc bà con sẽ thành công với cái giải pháp mà chúng tôi vừa khuyến cáo cho bà con. Vâng ạ. Tiếp tục xin mời thạc sĩ Tiền tư vấn cho thắc mắc của khán giả Nguyễn Văn Hậu cũng như là nhà nông Lê Thanh Phong ở Lắp Chò Đồng Tháp. Xin mời thạc sĩ trả lời nhanh cho các nhà nông được hiểu rõ một cách ngắn gọn ạ. Dạ, trước trổ thì tôi sử dụng Amistatop, sau đó lúc lúa trổ đều thì tôi sử dụng Reflex Extra. Có quản lý được lem lép hạt, đạo ôn cổ bông, dàn lá chín sớm hay không? Và có kéo dài được tuổi thọ của bộ lá đồng, tăng năng suất hay không? Dạ.
Cảm ơn các nhà nông. Thì kính thưa bà con, thì khi mà Syngenta đưa các cái sản phẩm ra thị trường đó, thì mỗi một cái sản phẩm thì nó có những cái tính năng ưu việt, cho nên là bà con chúng ta sẽ chọn lựa phù hợp với cái điều kiện canh tác lúa tại địa phương, phù hợp với cái giống lúa và áp lực dịch hại tại địa phương đó. Tuy nhiên về cái giải pháp mà chúng tôi đang khuyến cáo chung cho bà con và được qua rất là nhiều cái khảo nghiệm đó, thì bà con sẽ sử dụng Revest Extra ở cái thời kỳ nuôi đồng 50 đến 60 ngày sau khi xạ, và sau đó lúa trổ đều thì bà con sẽ sử dụng lại cái sản phẩm Amistatop để giúp cho quản lý các cái bệnh hại quan trọng trên đồng ruộng. Còn bà con có đề cập tới đạo ôn thì bà con có thể kết hợp như test hoặc là cái FDA để mà chúng ta kiểm soát luôn cái đối tượng quan trọng này ạ. Dạ, xin được cảm ơn thạc sĩ ạ. Kính thưa quý khán giả và bà con nông dân thân mến, trên tay Minh Thiện thì cũng còn rất là nhiều những câu hỏi mà quý nhà nông đã gửi đến để cùng trao đổi với chương trình. Tuy nhiên do thời lượng có hạn cho nên là chúng tôi không thể giải đáp được hết những thắc mắc của bà con. Một phần tư vấn của công ty Syngenta sẽ liên hệ với bà con và giải đáp trong thời gian sớm nhất ạ. Và ngay bây giờ trước khi kết thúc chương trình, Minh Thiện xin được công bố danh sách 3 nhà nông đã may mắn nhận được phần quà từ nhà tài trợ là công ty Syngenta Việt Nam. Xin được chúc mừng nhà nông Nguyễn Văn Hậu ở Cần Thơ, nhà nông Nguyễn Hồng Sơn ở Đồng Tháp và nhà nông Tài Trân Trọng ở Châu Thành A, Hậu Giang. Nhà tài trợ là công ty Syngenta Việt Nam sẽ gửi phần quà đến quý nhà nông trong thời gian sớm nhất ạ. Đến nay thì buổi tọa đàm trực tiếp Syngenta mang tiềm năng cây trồng và cuộc sống cũng xin được kết thúc. Xin được cảm ơn công ty Syngenta đã tài trợ chương trình. Cảm ơn các khách mời cũng như là quý nhà nông đã tham gia trao đổi trong chương trình ngày hôm nay. Quý khán giả chờ theo dõi chương trình tọa đàm kỳ tiếp theo vào ngày 28 tháng 6 để cùng có biện pháp quản lý hiệu quả ruộng lúa và biết được kết quả cuộc thi Refresh Extra nâng tầm gạo Việt với những phần quà hấp dẫn từ chương trình. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Công ty trách nhiệm hữu hạn Syngenta Việt Nam hân hạnh tài trợ chương trình này.